Trong Tích Nhà Phật có truyện một ông trưởng giả nọ keo cú lắm. Ông không dám bố thí gì hết và bo bo giữ của. Tới ngày chết không kịp trói lại cho con. Ông có nhiều người con và muốn để dành riêng cho đứa nào đó. Bây giờ á khẩu chết tới nơi rồi mà chưa chỉ cho nó được. Sở nguyện không thành nên ông chết rồi, đầu thai làm con chó trong nhà của ông Đô Đề. Đô Đề là con của ông trưởng giả, để mà gìn giữ của. Hôm đó Phật tới, chó chạy ra dồ sủa. Phật nói: "Nhà ngươi vì thương tiền tiếc của phải đọa như vậy, giờ thấy Phật còn sủa nữa sao?" Nghe nói vậy, con chó tiêu nhiễu chung với sàn buồn hiu. Ông Đô Đề về thấy vậy hỏi: "Ở nhà có ai làm gì mà con chó buồn vậy?" Người nhà trả lời: "Không có ai làm gì hết ạ. Hôm qua Phật tới á, không biết nói gì mà nó buồn vậy đó." Ông Đô Đề đến chỗ Phật để phân bua lý do gì con chó không ăn uống mà buồn hiu. Phật nói: "Con chó là cha ngươi. Hồi trước bởi cất dành của riêng không trối lại được nên luân hồi lộn lại làm con chó trong gia đình ngươi để giữ gìn của. Ngươi về bảo nó chỉ chỗ lấy của ra đi." Ông Đô Đề về nói với chó: "Của ông chôn ở đâu? Chỉ cho tôi đi, khỏi mất công lo ôm ấp giữ gìn nữa." Con chó lại moi ngay chỗ chôn và ông Đô Đề lấy được của. Từ đó về sau ông đối xử với nó tốt đẹp cho đến khi già chết. Lý do luân hồi là tại lòng còn khát ái, tham đắm, lo bảo thủ vật của, hoặc còn hận thù nào đó nên luân hồi báo trả hoài. Luân hồi thật là hỗn tạp, quyến thuộc thân thù hỗn độn, và người thú sang hèn luân chuyển lộn xộn với nhau. Chỉ có Đức Phật luôn 500 kiếp, cha, mẹ, vợ, con luôn như vậy, không thay đổi, vì tư tưởng thuần nhất. Nếu tư tưởng không thuần nhất, thì trong gia đình sẽ lộn đi lộn lại, thay đổi luôn. Có một ông trưởng giả thật keo cú, ông ăn cơm là đóng cửa lại sợ người khác vào xin. Hôm đó Phật đến quá độ ông. Đến nhà ông đóng cửa, Phật dùng thần thông vào nhà. Giận quá ông nói: "Ông không biết mất cỡ à, tôi đã đóng cửa rồi sao ông còn vào?" Phật nói: "Người khất sĩ thì đi xin ăn chứ có gì đâu mà mất cỡ. Còn ngươi mới là người không biết mắc cỡ, giết cha, nuôi kẻ thù, lấy mẹ mà không biết." Ông trưởng giả nói: "Tôi làm việc đó hồi nào, hồi nào?" Phật mới chỉ và nói: "Con ngươi là quỷ la sát hồi đó giết cha ngươi, là kẻ thù của ngươi mà bây giờ ngươi nuôi nó. Còn con gà trống này, tiền thân nó là cha ngươi, quá mến của cải này nên trở lại đây, ăn quay quẩn trong nhà này. Giờ ngươi giết cha rồi đãi kẻ thù. Còn nàng hầu ngươi cưới kiếp trước là mẹ ngươi, mẹ con thương nhau quá, khi mất rồi quay trở lại làm nàng hầu, và vì duyên nghiệp nên gặp nhau thương rồi cưới. Chính nàng hầu này là mẹ ngươi đầu thai lại đó. Luân hồi hỗn tạp bừa bãi vậy, con người không biết thẹn. Còn khất sĩ đi xin ăn chứ có gì đâu mà thẹn." Phật nói và dùng thần túc của mình cho ông trưởng giả thấy tiền kiếp, như vậy ông mới tin tưởng được. Còn nếu mình nói mà không chứng minh được thì thật là phi lý. Phật nhắc tiền kiếp người ta công nhận, vì Ngài cho mượn thần thông để hình dung lại, nhớ lại được. Có một đoạn nói về luân hồi như sau: "Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có, quả sanh bao giờ? Trước cũng bởi vì nhơ bợn thế, nay mới rơi trong bể hồng trần. Hiện thời nếu chẳng tu thân, sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mỏng dày đã tạo, mà trí ngu bần phú khác nhau. Nhưng dù khôn dại nghèo giàu, vẫn già, vẫn chết, vẫn đau khổ đời. Những cái khổ hồi thời quá khứ, người đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một tràng mê, từ hồi vô thủy kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên, khi rớt lại phàm. Lúc người lúc thú tham lam, kể sao hết cuộc thăng trầm tiền thân.
khi thì phú khi bần tột hạng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm, khi ngói gạch khi lá rơm, lúc làm quan tướng lúc làm tù nhân. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chổng cẳng ra quai, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tống tán chật ngoài chật trong. Khi thì xác trôi sông chập chả, khi thì thay tan rã giữa đồng. Kể sao hết chuyện não nồng, của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn để chữa, kiếp làm trai con vợ đùm đề. Khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bướm chán ông chê giữa chừng. Có khi bị cùi phong sụi bại, có khi thì điên dại mù câm. Sống không nhà cửa ăn nằm, lang thang đường phố xin ăn qua ngày. Có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình. Kiếp thì làm đĩ bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung. Kiếp thì được anh hùng gian dội, khi thì mang lấy tội phản thần. Lúc thì quý tợ vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dồi. Kiếp thì được người coi vui chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày, mới cười kế khóc chua cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang. Kiếp này bỏng sẻn tham gian, kiếp sau đối khó nghèo nàn tả tơi. Nghiệp dâm đảng sinh nơi đĩ điếm, nghiệp rượu chè sinh chốn tửu lâu. Nói sơ kể chẳng hết đâu, nghiệp đâu sinh đó khó hầu đi sai. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kế kiếp sau làm bạn làm chồng. Luân hồi lộn bậy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con. Mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, mạnh thì trả trước yếu tồn lại sao. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sinh còn kết dây oan. Ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến trường khác chi. Thanh sĩ. Hiện giờ có nhiều trường hợp mấy đứa trẻ nhớ tiền kiếp của chúng, báo chí cũng thường đăng, chứng tỏ luân hồi là có thật. Giờ bác nói tiếp theo về việc các nghiệp dẫn đi đầu thai. Luân hồi cũng là nhân quả, mà nhân quả từ khoản bỏ thân này qua thân khác. Có cái thân rồi, suốt đời sống mình gặp gỡ nhau, trả vai, vai trả. Phần 3. Các nghiệp luân hồi. Các nghiệp dẫn đi đầu thai, luân hồi trong nhà Phật chia làm 4. 1. Cận tử nghiệp. Nghiệp cuối cùng trong lúc gần tắt hơi, cận tử là gần chết, nghiệp này mạnh hơn hết. Tới lúc đó mình còn mong mỏi điều gì, ôm ấp một quan niệm, một ước muốn nào, thì nó hút mình đi đầu thai liền. Mình rất nhiều nghiệp, nhưng nghiệp đó mạnh hơn hết. Người đau, mình hộ niệm để họ nhớ đến Phật điều lành, đó là hỗ trợ cận tử nghiệp. 2. Cực trọng nghiệp. Có nhiều người gần chết nhưng không có nghiệp cận tử đó, không nghiệp lành dữ cũng như không mong mỏi tính toán điều gì, thì có cực trọng nghiệp là nghiệp nặng nhất trong đời mình thay thế dẫn đi đầu thai. Thổi xưa có một vị tỳ kheo đang đi giữa đồng, chợt nghe có tiếng kêu: "Hòa thượng, hòa thượng!" Ông dừng lại dòm thì không thấy ai, định cất bước đi, lại nghe tiếng kêu nữa. Ông đứng lại hỏi: "Ai kêu đó?" Con rắn trả lời: "Tôi, chính tôi kêu ngài." Nó nói xong và bò tới. Vị sa môn hỏi: "Ngươi kêu ta có việc gì?" Rắn hỏi: "Ngài có biết vua Kỳ Đạt không?" Vị sa môn đáp: "Biết." Rắn nói: "Vua Kỳ Đạt chính là tôi đây, tôi đầu thai làm loài rắn nè." Vị sa môn nói: "Vua Kỳ Đạt suốt đời phụng sự Tam Bảo, đúng ra phước đó sinh lên cõi trời, sao lại bị đọa làm rắn?" Rắn nói: "Trong lúc tôi á khẩu sắp tắt hơi, có cô cung nữ đứng quạt buồn ngủ làm rớt quạt trúng mặt tôi đau quá. Tôi giận lắm, ngặt á khẩu không nói gì được, không ra lệnh chém giết gì và bực tức rồi tắt hơi luôn. Vô sân hận đó mà đầu thai làm loài rắn. Bây giờ ngài làm ơn thuyết pháp cho tôi một thời đặng tôi quá kiếp."
Con rắn mập đầu xác nghe một thời pháp của vị sa môn thuyết, và 7 ngày sau nó chết, sinh lên cõi trời. Cận tử nghiệp rất quan trọng. Mặc dù phước của mình đã có thể siêu lên rồi mà bị cận tử nghiệp làm rớt xuống trở lại. Do cận tử nghiệp mới có vấn đề hộ niệm. Trong kinh Phật cũng có ghi thêm là khi mình hộ niệm cho người bệnh cũng nên hộ cái tâm của người bệnh, đừng làm cho phiền phức, để khi họ tắt hơi sanh vào đường không tốt, nổi sân hận bị đọa. Nghiệp ở đâu thì sanh đó. Tính tình mình hung dữ thì sanh làm loài cọp, beo, sư tử. Mình dâm dục quá hoặc tư tưởng luôn nghĩ đến chuyện này thì sanh làm loài xe sẻ, nguyên ương. Tánh hay liếng khỉ như là sở trường, bản chất như vậy thì sinh làm loài khỉ dượng. Nếu không có cận tử nghiệp thì còn cực trọng nghiệp. Có một lần bác hai đi thăm người bạn đau ung thư gan sắp chết. Bác đi cùng với người bạn khác nữa. Ông bạn kia cho hay có người đã hiến cho 4 miếng gián xoài để đóng hòm cho ông bạn đau. Ông bạn đau nói: "Ôi, 7 miếng giặt tre cũng được rồi, làm chi lộn xộn mất công lắm." Ông bạn kia nói: "Bộ anh tính kiên giác giờ giặt đi đâu nữa mà anh chê nặng chê nhẹ?" Bác hai mới cười nói: "Chú không có quyền gì hết, quyền là ở người sống, họ tính toán sắp đặt làm sao để họ làm. Chú lo nhắm kỹ đi trước khi buông dây cung. Hồi đó giờ chú nhắm hướng nào cũng được, còn bây giờ trước khi buông dây cung, chú nhắm kỹ mục đích đi. Hễ buông rồi thì không theo mũi tên mà sửa được đâu." Ý bác hai muốn nói về cận tử nghiệp, mà nói theo một lối khác cho ông nghe. Ông cũng là bằng học đạo, ông biết việc này. Có người không có cận tử nghiệp thì cực trọng nghiệp đứng ra hướng dẫn đi đầu thai, nghĩa là nghiệp nào lành hoặc dữ lớn nhất trong đời mình sẽ hướng dẫn mình đi đầu thai. 3. Tập quán nghiệp. Nếu không có 2 nghiệp vừa kể trên, cận tử nghiệp và cực trọng nghiệp, thì đến tập quán nghiệp. Tập quán là cái thói quen, và các nghiệp mà thói quen mình hay làm thường gọi là tập quán nghiệp sẽ dẫn mình đi đầu thai. Có một lần trưởng giả Đại Vãnh hỏi Phật: "Mình niệm Phật rồi, giờ phút lâm chung rủi bị té xe hoặc chết chìm, hoặc bị tai nạn bất ngờ chết tức tốc, đâu có nhớ niệm Phật, vậy rồi có được sanh lên cõi Phật hay không?" Phật hỏi lại ông: "Ví dụ như cái cây lớn lên rồi nghiêng theo hướng nào đó, bất thình lình nó tróc gốc hoặc có ai chặt nó thì nó ngã về bên nào?" Ông trưởng giả đáp: "Thì nó ngã theo hướng nó nghiêng." Phật trả lời: "Điều ông hỏi cũng như vậy thôi. Hằng ngày nếu mình mong hướng về cõi Phật như niệm Phật làm lành, thì dù mình có bị tai nạn, chết bất đắc kỳ tử, hốt hoảng, không có niệm Phật được, thì nó cũng ngã về hướng đó, tức là tập quán nghiệp dẫn đi đầu thai." Phật nói rõ điều này cho ông trưởng giả biết và giải đáp mọi thắc mắc của ông về đầu thai. Mình đi đầu thai theo tập quán nghiệp thường làm hàng ngày. 4. Tích lũy nghiệp. Có người không có 3 nghiệp trên thì chịu ảnh hưởng của tích lũy nghiệp là những nghiệp từ xa xưa, rất yếu, đứng ra dẫn mình đi đầu thai. Sau khi biết qua các nghiệp lực hút mình đi đầu thai, khi đối chiếu lại với tu tịnh độ thì chắc chắn được giảng sinh, vì hằng ngày mình niệm Phật đương nhiên có tập quán đó rồi. Khi gần chết, nếu mình nhớ niệm Phật hoặc được người khác hộ niệm nhắc mình nhớ niệm Phật thì ra được cận tử nghiệp. Nếu việc tu tịnh độ là mạnh nhất trong đời mình, hết sức tha thiết thì ta được cực trọng nghiệp. Đây là 3 nghiệp dẫn mình giảng sanh, thật là chắc ăn, đảm bảo. Phần 4. Phương pháp hộ niệm. Mình đã biết rõ các nghiệp dẫn đi đầu thai, vậy mình phải biết cách hộ niệm, tức là ủng hộ niệm lành cho người đau, tránh cho người lâm chung những buồn phiền uất ức. Ta nên nhắc nhở việc lành hay niệm Phật hộ cho tâm người hấp hối được an. Đó là bổn phận mình giúp cho đồng đạo trong lúc lâm chung. Phải tránh cho họ những buồn phiền, đừng cãi giả với nhau hoặc đừng nhắc nhở những việc không hay. Ta nên nhắc nhở việc lành, niệm Phật, đồng thời ta niệm cho họ nghe niệm theo. Việc hộ niệm rất quan trọng, vì theo lý của cận tử nghiệp, tạo thành cận tử nghiệp lành, giúp họ sanh vào đường lành. Có một con rồng thật dữ ở mé rừng,
nó quậy phá làm phi sa tẩu thạch, nghĩa là cát bay đá chạy, khiến dân chúng ở vùng đó phải điêu đứng với nó. 500 vị La Hán mới rủ nhau đánh con rồng đó, đuổi nó đi để cứu dân ở đó được bình an. Nhưng mà đánh không lại vì thần thông nó rất giỏi. Các vị La Hán mới trở về bạch Phật về sự việc con rồng hiện ra làm dữ. Phật đến nơi, các vị La Hán sợ đều đứng nép hết sau lưng Phật. Phật đứng yên không làm gì hết, vẻ mặt hiền lành sáng rỡ một cách ung dung thư thái. Rồng giận dữ hóa phi sa tẩu thạch lửa để hại Phật. Những phép gì rồng hóa ra đều trả lại nó. Nó hóa ra lửa thì lửa bay trở lại đốt nó, trong khi Phật không làm điều gì cả. Sau cùng rồng thâu phép lại, bay lên không hiện hình to ra như quả núi và bay xuống tính đè bẹp Phật. Phật cũng đứng yên không né tránh, và nó bay rớt ngoài đá, dập gan dập mật. Nó nằm uốn éo sắp chết. Rồng nhớ lại Phật từ lúc lại đây vẫn đứng yên lặng, thư thái ung dung hiền lành. Vậy đây là bậc thần đức nên nó không còn hung dữ nữa, nhìn Phật bằng đôi mắt cảm mến rồi tắt hơi. Các vị La Hán hỏi Phật: Nó chết rồi đọa tới đâu? Vì bình sinh nó đã quậy phá dân chúng quá rồi, nó còn dám xúc phạm các vị La Hán nên tội lớn lắm, nay còn dám quá phép hại Phật nữa, vậy nó đọa vào đâu đây? Phật nói: Lên cõi trời. Các vị La Hán ngạc nhiên: Ủa sao lạ vậy, nó hung ác quá mà. Phật nói: Tại vì nó khởi thiện tâm trước giờ nó nhắm mắt, nó trở lại mến mộ Phật pháp, kẻ tu hành nên nhờ đó mà sinh lên cõi trời. Điều này cho thấy cận tử nghiệp thật là quan trọng. Cũng có người nghi ngờ về cận tử nghiệp và đặt vấn đề sao. Có những người không ưa việc tu hành mà mình hộ niệm, muốn hướng người ta về đường lành, khuyên người ta niệm Phật hoặc niệm cho họ nghe trong lúc thực sự họ không thích thì không biết có kết quả gì không. Cũng có câu chuyện thật mà bác nói lên đây để mọi người tự suy nghĩ xem như thế nào. Có một ông nọ rất ghét tôn giáo, ghét đạo mà em ông là tu sĩ. Ông Đao và bạn đạo xúm lại cầu nguyện cho ông. Ông không chịu, cự lắm và nói: Tôi không ưa Phật. Bởi vậy nên anh em đồng đạo không dám cầu nguyện chi cả. Do em ổng là tu sĩ nên vì tình đồng đạo mà anh em bạn cũng túc trực ở đó thường xuyên, cho đến lúc ổng mòn mỏi hấp hối bị á khẩu, rồi anh em mới hiệp nhau niệm Phật. Lúc này ông không đuổi xô nữa mà trợn mắt lấy tay chỉ. Nếu hộ niệm như thế này chắc ổng không lên đường lành mà xuống đường ác nữa. Bác lấy câu chuyện này để các cháu suy nghĩ. Mình hộ niệm là để nhắc nhở việc lành cho tâm ông hướng thiện, mà hễ tâm hướng thiện thì đi lên đường lành dù tội ác gì đi nữa. Như câu chuyện con rồng bác kể lúc nãy, đến giờ phút cuối cùng mà nó biết cảm mến kính trọng Phật nên được lên cõi trời. Còn niệm Phật như ông lúc nãy thì không đạt kết quả được. Tốt hơn là để họ an nhàn ra đi, đừng làm họ nổi sân, khiến họ bị đọa càng tội thêm. Không phải lúc nào niệm Phật cũng tốt cả, phải có trong có ngoài. Nếu trong không có thì hình thức bên ngoài cũng không có tác dụng gì cả. Các cháu nên xét việc đó lại, không biết sao mà cố định con đường được, phải liệu lượng mà tính. Phần 5. Chấm dứt luân hồi. Nãy giờ ta đã học qua luân hồi rồi, bây giờ muốn dứt được luân hồi thì phải luôn luôn hành thiện, không tạo nghiệp khổ cho thân. Nghiệp lành thì không trói buộc, chứ nghiệp khổ trói buộc bản thân mình. Khi ta hành thiện thì nghiệp lành đến, mình muốn hưởng hay không tùy ý. Còn nghiệp ác đến, mình muốn thôi cũng không được. Mình đánh người ta rồi bảo quề thì họ không chịu. Ta lấy chơn trí giác phá mê si tham đắm. Ta lấy chánh tư duy suy xét để phá những si mê tham đắm của mình, bởi còn những nghiệp này là phải còn luân hồi. Ngày xưa có tích chuyện ông Chơn Võ là một vị thượng đế ở trời, thấy cõi trần này có hào quang sáng rực. Ông hỏi các thiên tướng: Có việc gì mà ở cõi trần hào quang sáng quá vậy? Thiên tướng đáp: Có vợ chồng ông già nọ ở trên non, ở đây có một cây đại thọ đẹp và to lớn lắm,
chư thần thường về đây nên phát ra hào quang sáng chói. Vị Thượng Đế nói: làm sao đem cây đó về trên này để chiêm ngưỡng được? Các thiên tướng nói: không được, cây ở cõi trần không đem lên cõi trời được. Bệ hạ đã có ý mong muốn như vậy thì nên xuất ra một phần hồn xuống dưới đầu thai làm con của ông bà chủ cây đại thọ để thưởng thức. Sau khi thưởng thức cho thỏa mãn rồi thì bệ hạ đi tu, đắc quả xong trở về trên này. Bệ hạ đã khởi ý thì phải đi thôi. Vị Thượng Đế xuất ra một phần hồn xuống dưới trần đầu thai làm con ông bà già chủ cây. Vị này không nhớ mình là Thượng Đế nữa, mà ngày ngày cứ ra ngoài gốc cây ngồi chơi. Thượng Đế ngồi dưới gốc cây thì chư thần đâu dám về, bởi vậy cây không còn hào quang nữa, nên khô lần rồi chết. Đứa trẻ đó đi tu, tu cũng gần thành vì có chư thần Yết Đế theo hộ trì, sắp trở về trời. Bỗng một hôm nhà vua đi rừng gặp, bèn năn nỉ thỉnh về cung làm quân sư dạy đạo trong hoàng cung. Nhà vua thì già rồi mà hoàng hậu còn trẻ, ông cư sĩ lại trẻ đẹp uy nghiêm đức hạnh, nên hoàng hậu đem lòng cảm mến yêu thương ông. Tới một lúc hoàng hậu không dằn lòng được mới thú thật và tỏ tình với ông cư sĩ. Ông cư sĩ bèn làm bài thơ sau: 30 năm lẽ quyết tu hành, trong dạ không màng chuyện yến anh, đó chớ nghĩ suy điều trái lẽ, quả là chờ đợi kiếp lai sinh. Thần Yết Đế nghe qua giận quá, uổng công theo hộ trì bấy lâu, bèn hóa ra cung nữ đi vào gặp ông cư sĩ hỏi: thầy biết tôi là ai không? Ông cư sĩ nói: ngươi là cung nữ chứ ai, tại sao lại vô lễ ngang tàng như vậy? Cung nữ trả lời: tôi là thần Yết Đế, theo phò bệ hạ tu hành để trở về ngôi vị cũ. Bệ hạ còn nói câu chót á, là còn luân hồi nữa rồi. Ông cư sĩ nghe qua buồn quá rồi chết. Hoàng hậu cũng chết theo. Hai người lằng nhằng mấy kiếp sau mới đầu thai làm chơn võ, phá hết mấy động yêu mới đắc quả trở về. Trở về không nhập vào chân linh của Thượng Đế, mà được phò đi cai quản một bầu trời khác. Dụng ý thì nói vậy, mà bắt nhắc điều này các cháu nhớ: hễ còn bận biểu, còn tham đắm là còn luân hồi. Không phải tại câu thơ cuối, mà tại ý tưởng suy nghĩ thế nào mới thốt lên câu thơ đó. Do bởi ý tưởng còn tham đắm chưa dứt hẳn, mà phải bị luân hồi mấy kiếp nữa. Tập trung tư tưởng lành đối phá tư tưởng ác, đến khi thuần thiện thì bánh xe luân hồi không còn quay nữa. Ta phải quân tập chủng tử lành đối trị với chủng tử ác. Khi nào tiềm thức ta toàn chủng tử lành thì ta không cần làm lành nữa, mà hãy làm là lành chứ không giữ, vì không có tư tưởng xấu nữa. Có đứa cháu nọ là cư sĩ, thường đi thành phố mua kinh sách. Vào tiệm sách lớn mua, có khi không đủ, mua xô nở ngoài, muốn gì có đó, chỉ giá mắc thôi. Mua sách riết quen anh bán sách. Một hôm, anh cư sĩ lại tìm mua sách, chợt nghe ông chủ tiệm và ông khách nói chuyện với nhau. Ông khách nói: đạo Phật chủ trương làm lành. Ông bán sách nói: không phải đâu, đạo Phật không chủ trương làm lành. Hai người từ giã nhau đi. Anh cư sĩ tức trong lòng, vì nói vậy là chưa rồi câu chuyện. Sáng hôm sau, thay vì ra bến xe miền Tây, anh bèn quay trở lại tiệm sách. Ông bán sách hỏi: ủa, hôm qua nghe nói anh nay về, sao còn trở lại đây? Anh cư sĩ trả lời: hôm qua tôi nghe ông nói với ông khách bàn luận đạo Phật, tôi thấy chuyện đó chưa ổn nên bức rứt quá mới trở lại đây. Ông nói đạo Phật không chủ trương làm lành, vậy là chưa đủ. Ông chủ tiệm hỏi: vậy chứ nói sao mới đủ? Anh cư sĩ trả lời: tôi thì đồng ý với ông là đạo Phật không chủ trương làm lành, nhưng mà hễ làm là lành chứ không có ác. Ông bán sách tươi cười nói: anh nói rất đúng. Anh cư sĩ nói: vậy là mai tôi về được rồi. Tại sao không chủ trương làm lành mà hễ làm là lành? Tại vì đã quân tập thuần toàn những chủng tử lành nên hễ làm là lành vậy. Mình cần tập trung tư tưởng lành để đối phó với những tư tưởng ác, đến khi thuần thiện rồi thì bánh xe luân hồi sẽ dứt, không còn quay nữa. Phần 6 kết luận.
Chúng sinh do nghiệp mà thọ sanh, do nghiệp mà thọ báo. Thành ra mình thọ sanh nơi đây cũng do nghiệp của mình, và mình gặp những gì trong đời sống cũng do nghiệp. Nghiệp đó gọi là nhân quả trả dây, còn nghiệp thọ sanh gọi là luân hồi, tạm đặt là luân hồi, chứ nó cũng là quả báo. Mình phải hiểu rành về nhân quả luân hồi mới giải thích được những bất công trong xã hội. Theo nhiều tôn giáo khác, con người sinh có một lần, và lành hay dữ chỉ lên xuống một lần thôi, thì không giải thích được những bất công trong xã hội như người này mạnh, người kia đau, người nọ ốm, người mập, người giàu, người nghèo, người tật nguyền, người lành lặn. Nếu từ trên cõi trời xuống tại sao bất công vậy, nên không giải thích được. Còn hiểu được nhân quả luân hồi thì biết chúng sanh do nghiệp thọ sanh, do nghiệp thọ báo mới trả lời nhận thức được những bất công xã hội. Biết rõ luân hồi là thống khổ, niết bàn tịch tịnh là giải thoát, ta hãy chọn cho mình một hướng đi. Mình đã biết rõ về nhân quả luân hồi rồi, biết cách làm cho mình hết khổ ở mai sau, và biết cách làm tăng giảm vui khổ. Mình hãy chọn cho mình một lối đi. Nếu không rõ luật nhân quả luân hồi thì biết sao mà chọn. Ai cũng muốn chọn cho mình một lối đi tốt cả, nhưng vì không hiểu nhân quả luân hồi nên thay vì muốn được giàu sang lại đi giật của người ta cho mau khá. Cái đó là cái nhân nghèo, nhân mạt. Còn mình muốn giàu có thì phải bố thí, phải biết nhân nào sinh ra quả đó. Nếu không biết thì đoạt lấy hạnh phúc của kẻ khác, và họ sẽ không để yên cho mình. Mục đích thì giống nhau, nhưng con đường làm khác nên hậu quả khác nhau. Mình tu để đi tìm hạnh phúc mà họ làm hung, cướp đoạt cũng là để đi tìm hạnh phúc, nhưng mà làm trật nên hậu quả không giống với ý muốn mình. Hiểu rõ luật nhân quả và luân hồi có lợi là ta biết chọn lối đi đúng. Mặt khác, dù ta chưa đủ sức tu giải thoát hay về Tây Phương, nó có thể làm cho tương lai ta sinh lên thiện xứ, hưởng hạnh phúc và tiếp tục tu thêm mãi. Đó là kết luận của luân hồi. Bây giờ bác nói thêm về phần thiện ác. Ai cũng nghĩ mình ráng làm thiện, nhưng có khi làm thiện mà không thiện. Vì lẽ đó sách nói về đạo Phật mới phân tích thiện ác cho mình so sánh. Có khi mình định làm việc thiện, không ngờ lại là ác. Một việc gọi là thiện khi nó lợi mình, lợi người suốt cả không gian và thời gian. Lợi về không gian, ví dụ việc đó có lợi cho dân Việt Nam và có hại cho dân tộc khác thì không gọi là thiện được. Còn lợi về thời gian, như việc đó có lợi cho người hiện tại nhưng có hại cho người ngày mai thì cũng không gọi là thiện được. Tóm lại, một việc thiện phải lợi mình, lợi người suốt cả thời gian và không gian. Trong truyện Bát Tiên, có một vị tiên bảo người đệ tử quẩy một cục đá to thay vì quẩy hành lý. Người đệ tử cũng nghe lời quẩy cục đá đi, mà trong lòng cứ thắc mắc hoài. Một thời gian sau, vị tiên hỏi người đệ tử: "Con muốn học phép điểm đá hóa vàng hay không? Thầy có thể chỉ cho con phép này với cục đá con mang theo, con có muốn học không?" Người đệ tử hỏi: "Bạch thầy, nó thành vàng mãi mãi hay rồi bao lâu trở lại đá?" Vị tiên đáp: 500 năm sau mới trở thành đá." Người đệ tử suy nghĩ rồi trả lời: "Vậy thì con không học." Vị tiên hỏi: "Vì sao vậy?" Người đệ tử đáp: "Vì hiện tại được lợi mà người 500 năm sau lỗ, bị thiệt thòi. Vàng để trong tủ mà thành đá nên con không học." Vị tiên khen: "Vậy con mới xứng đáng là học trò tiên." Và ông thầy liền chỉ dạy đạo cho người học trò của mình. Vậy việc lành phải hiện hữu suốt không gian, người ở đây được lợi mà người ở chỗ khác cũng được lợi. Và thời gian, người hiện tại có lợi và người mai sau không bị thiệt thòi thì mới gọi là thiện. Đầu xuân Nhâm Ngọ năm 2002, người sưu tập Vũ Văn Chương. Lời ngõ. Phật Kinh có câu: "Xuân một hạt giống gieo, thâu gặt nghìn thóc mễ. Người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế." Những lời trên đây cũng đủ cho ta giác ngộ sâu sắc thêm đề tài nhân quả, quyết định không sai,
cây nào xanh trái nấy. Bác Hai Như Sanh khái luận qua đề tài nhân quả ghi âm trong cuộn băng cassette. Theo kinh nghiệm của bác nhận thức trong kinh Phật, bác đã giảng luận lại rất rõ ràng, không sai sót và chi li tỉ mỉ về cách gây nhân ra sao, quả báo hiện hành như thế nào, nhân nào nên gieo và nhân nào nên diệt, huân sanh. Chẳng những vậy thôi, bác còn chỉ cách làm sao cho nó lớn thêm hoặc nhỏ lại. Cuối cùng, những nhân ác không còn tồn tại nữa và nhường chỗ cho những hạt giống lành sanh sôi nảy nở, phủ đầy hoa trái hương thơm ngào ngạt trên mảnh đất tâm, huân trưởng. Trong bài còn giảng thêm cho ta biết nhân quả có sức mạnh thần thông phi thường, năng địch thần thông, năng chướng thánh đạo. Năng địch thần thông là dù có thần thông biến hóa hay di sơn đảo hải đi nữa, nhưng khi đối đầu với nghiệp quả thì cũng phải chịu bó tay. Còn năng chướng thánh đạo như vua A Xà Thế rất thông minh và ngộ giác đạo lý sâu sắc, nhưng vì lúc chưa tu, ông hạ lệnh giết vua Tần Bà Sa La là cha ruột của mình để đoạt ngôi. Nghiệp ác ấy ngăn trở ông không chứng đạo thánh được. Nhân quả còn có sức mạnh lạ kỳ, dù thời gian bao lâu cũng không bao giờ tiêu mất, và về không gian, dù hạng người nào, nhân quả cũng vẫn chi phối được. Phật Kinh có câu: giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ. Trong Sấm Giảng cũng có câu: luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Đức Huỳnh Giáo Chủ. Nghe qua băng giảng, anh Vũ Văn Chương nhận thấy rất hay, và vì sợ lâu ngày cuộn băng không còn chất lượng nên anh ghi lại thành tập sách lấy tựa đề là Khái niệm về luật nhân quả. Tiện thể tôi xin phép viết lời giới thiệu cùng chư đồng đạo muốn tìm hiểu về đề tài nhân quả. Xem qua tập sách, chúng ta sẽ đỡ tốn thời gian đi sưu tầm nhiều kinh điển khác, vì tác phẩm đã cô đọng và tóm lược đầy đủ rất thực tế. Chúng tôi xin dừng bút và không quên cầu chúc cho các chúng hữu tình đồng đăng bờ giác ngạn. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng chí, 20 tháng 12 năm 2001, Đồng Như. Buổi gặp gỡ hôm nay, bác Hai muốn nói về luật nhân quả cho các em cháu nghe, bởi vì nhân quả là một đề tài quan yếu, một lý thuyết quan trọng trong nhà Phật. Nếu không tin nhân quả, bỏ nhân quả ra thì không còn là đạo Phật nữa. Học hiểu nhân quả để cho mình biết cách tránh khổ và tạo cho mình nguồn an vui trong hiện tại, trong tương lai. Ráng mà hiểu nhân quả, mặc dầu nó khó. Phần 1. Định nghĩa nhân quả. Nhân có nghĩa là nguyên nhân, hạt giống. Còn quả là kết quả, là bông trái. Hễ gieo nhân như thế nào thì kết quả y như thế đấy, không bao giờ sai chạy, nên gọi là luật nhân quả. Phần 2. Tánh cách của nhân quả. 1. Nghiệp lực của nhân quả rất cao xa, nên trong giảng có câu: luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Đức Thầy. Cao là hạng người nào nó cũng tới, dù vua chúa, người trời hay hạng người cùng đinh cũng không ra ngoài luật nhân quả, nên gọi là cao. Xa là muôn đời không mất, kiếp này không cả thì kiếp sau, và kiếp sau nữa, bao lâu cũng không mất. 2. Tính cách thứ hai là bất di bất dịch. Nhân lành thì quả vui, nhân ác thì quả khổ, không khi nào sai chạy, gọi là bất di bất dịch. 3. Nghiệp lực nó rất mạnh mẽ. Nghiệp lực năng địch thần thông, năng chướng thánh đạo. Sức mạnh mẽ như vậy gọi là nghiệp lực của nhân quả. Ngày xưa, Ngài Mục Kiền Liên rất giỏi, vào hàng đệ nhất thần thông. Vào khoảng thời gian dòng họ Thích bị vua Lưu Ly đem quân tiêu diệt, Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông lựa 500 người ưu tú trong dòng họ Thích để vào Bình Bát, gửi lên mây, hầu thoát khỏi cảnh tận diệt đó. Nhưng khi dòng họ Thích dưới này bị tàn sát, thì những người ở trên mây đó cũng bị quá quyết chết hết. Điều đó chứng tỏ thần thông không địch nổi nghiệp lực nhân quả. Còn vua A Xà Thế hồi đó thông minh lắm, vì mắc tội giết vua cha nên không chứng đạo.
Phật nói, nếu vua A Xà Thế không có tội bất hiếu với cha, thì vua chứng quả Tu Đà Hoàn kiếp này rồi. Khả năng vua có thể chứng được, nhưng bị nghiệp lực ngăn che nên chứng không được. 4. Một tính cách nữa là nhân ít quả nhiều. Nhân thì một hạt giống chứ quả rất nhiều. Ta gieo một hạt lúa sẽ gặt được mấy lít lúa, chứ một hạt sinh ra một quả thì không ai gieo làm chi. Cổ đức cũng có câu, xuân một hạt giống gieo, thu gặt nghìn thóc mễ. Người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế. Tánh cách nhân quả tạm giản như thế rồi thủng thẳng nhiều lần sẽ thâm nhập. Cũng như mình nhuộm đồ, nhuộm một nước đầu chưa thấm, nhuộm được nhiều lần mới thấm. Bây giờ tạm nhận như vậy, sao có dịp sẽ nhận thêm. Phần 3. Thời gian từ nhân thành quả. Nhân đã gieo ra thì không lên liền, phải có thời gian để thành quả, nhưng cũng có lúc nó lên luôn vậy. Lý do mau chậm của nhân do những yếu tố sau đây. 1. Cơ duyên hội ngộ. Cơ duyên mà chưa có thì nhân không thành quả được. 2. Động lực khởi tâm mạnh hay yếu. Lấy thí dụ thông thường để dễ hiểu, hiện tại mình có hai ý muốn, hoặc đi ngủ hoặc đi nhậu, và hai ý muốn này bằng nhau. Giả sử ta phải chọn lựa giữa hai ý muốn trên, hoặc ngủ rồi chiều nhậu, hay đi nhậu rồi về ngủ, thì ý muốn nào mạnh hơn khởi tâm trước sẽ thành quả trước. Nếu gọi ý muốn là nhân và việc làm là quả, thì động lực nào mạnh sẽ thành quả trước vậy. Trong thí dụ trên, nếu mình thích uống rượu hơn ngủ, thì cứ đi uống rượu rồi về ngủ, hoặc ngược lại. 3. Hai động lực khởi tâm bằng nhau, cái nào có cơ duyên hội ngộ trước thì thành quả trước. Thí dụ ta muốn đi thành phố chơi và đồng thời cũng muốn đi lâm viên núi cấm chơi nữa. Hai ý muốn này bằng nhau, không ý nào hơn ý nào cả. Nếu có người nào có phương tiện rủ đi núi cấm trước thì ta đi lâm viên. Đó là do gặp cơ duyên thuận tiện trước nên nhân thành quả trước. Nhân đây là ý muốn và quả là việc làm. Có nhiều người làm ác mà tâm ác quá thì quả báo đến mau mắn lắm, hoặc là có cơ duyên hội ngộ thì trả ngay. Ví dụ có một ông nọ gieo thù kết oán với nhiều người mà đang có chức quyền, không ai làm gì ông ta được. Cái cơ hội không có cho người ta trả quả nên ông ta phải đợi đến lúc nhất thời mới trả quả. Do đó nên có thời gian mau chậm. Ta cũng thấy có người làm hung mà chẳng sao, đó cũng do ảnh hưởng nơi thời gian mau chậm và cơ duyên hội ngộ có hay không. Trong kinh Phật cũng có mẫu chuyện sao. Có con chim bay đậu ở nhánh cây dưới, nhánh trên có trái chín rụng trúng đầu chim chết. Trong kinh có làm bài kệ sao: trái rụng không chờ chim, chim không tìm cái chết, cơ duyên hội ngộ thời, tự tác hoàn tự thọ. Hễ mình có nhân cơ duyên hội ngộ thì nhân thành quả. Con chim không đi tìm cái chết, mà trái cũng chẳng chờ chim, trái chín nó rụng mà cơ duyên chim tới nên nó trả quả. Phần 4. Tiến trình nhân quả. Vì lý do mau chậm nên nhân quả có 3 đời. 1. Hiện báo là một đời trả, đời này gieo đời này trả. Còn có một loại nhanh hơn nữa là nhân quả đồng thời, như ta đánh vô mặt trống nghe cái thùng, gõ vô chuông nghe tiếng pon, chứ không phải chờ thời gian. Chỗ này người ta lầm mà không sợ nguy hiểm gì cả. Họ bảo nếu có nhân sẽ có quả thôi, chỗ nguy hiểm nào cũng đi không sợ. Hồi đó thời quân dịch, mấy thanh niên đi lung tung, bác gặp mới hỏi: có giấy tờ gì không mà đi vậy? Họ trả lời: có xin phép Phật rồi. Câu trả lời đó nghe thấy buồn làm sao. Làm Phật vậy nhọc quá, vì theo giữ quân dịch cho họ cũng mệt luôn. Họ không biết có nhân quả đồng thời, tức lúc đó đi bậy bạ thì bị bắt. Như mình nói, nếu tôi không có nghiệp quả chết đói thì tôi không ăn cũng no, vậy đâu phải nhịn là chết luôn đó. Hoặc là đau không uống thuốc, bảo rằng uống không hết bệnh được. Mọi việc gì đều có nhân quả, tại họ hiểu lệch đi. 2. Sanh báo là cách một đời trả,
kiếp này gieo, kiếp sau trả, kiếp trước gieo, kiếp này trả. Ba, hậu báo là cách nhiều đời trả. Một kiếp này gieo, năm mười kiếp sau mới trả, hoặc rất lâu mới trả. Do nhân quả ba đời mà người ta lầm nhận và hoài nghi nhân quả. Nhân này quả kia tách qua tách lại không trúng. Có cháu nọ than: sao con thấy có nhiều người tu hành rất là đức hạnh tinh nghiêm mà họ gặp toàn bệnh ngặt nghèo không à? Cũng như bác á, có ông chú giờ bị bán thân bất toại, liệt nằm chỗ, trông thấy thảm khổ làm sao á. Cháu nọ hỏi tiếp: ủa mà sao vậy chú? Bác trả lời như vậy: mình đừng lấy nhân này đắp sang quả kia nó không trúng. Thí dụ như năm ngoái người ta làm lúa trúng được 1.000 mấy trăm dạ, nên năm nay người ta không làm nữa, đi nhậu nhẹt chơi mà cuối năm cũng còn dư được mấy trăm dạ. Còn ông kia năm ngoái không làm nên năm nay thiếu hụt, ráng làm đầu tắt mặt tối mà vẫn phải mượn gạo ăn. Thấy vậy mình nói ông dư mấy trăm dạ là nhờ ăn chơi thì không được, còn ông kia tại ổng làm ruộng mới thiếu gạo ăn cũng không phải. Nhân quả đừng đắp lộn xộn vậy nó không trúng. Vì lẽ đó có khi người ta trách trời hoặc hoài nghi việc tu hành, ổng tu quá chừng mà ổng bị sụi. Bởi vậy phải biết nhân quả ba đời cho rõ. Phần 5. Trợ duyên nhân quả. Đây là phần quan trọng mà bác hai muốn các cháu hiểu cho thật thâm sâu, để có thể cải sửa được phần nào khổ đau của đời mình. Trợ duyên này là những dữ kiện giúp cho từ hạt giống đến thành quả, chứ không phải nằm trong bồ rồi lúa lên đâu. Cũng nhờ có đất nước, phân phước dung trồng nó mới lên được. Những cái như nắng, mưa, phân, phước, sự chăm sóc của mình gọi là phần trợ duyên. Còn nhân quả thì đã như vậy rồi, gieo hạt lúa thì lên cây lúa, cộng thêm phần trợ duyên nữa. Phần trợ duyên này ráng nhận cho kỹ, các cơ hội để giúp cho nhân thành quả gọi là trợ duyên. Trợ duyên có nhiều thứ, cơ duyên thuận lợi cho nhân thành quả. Đây là nói về phần nội tâm. Thí dụ từ trước đến giờ mình định làm việc gì đó nhưng chưa có cơ hội, bây giờ có cơ hội thuận tiện mình thực hiện việc đó nên gọi là cơ duyên. Thí dụ như hai người nào đó có hận thù truyền kiếp nhau không nhớ, không gặp nhau thì thôi, mà gặp nhau rồi sinh ra thương mến hoặc hận thù. Chuyện không đáng gì, nhưng do duyên nghiệp trước nên đụng chạm chút ít mà sinh ra hận thù rồi trả quả nhau. Đó là cơ duyên thuận lợi làm cho nhân sinh quả. Hoặc lòng mình có ý nghĩ xấu, muốn làm gì mà không có cơ hội, giờ có cơ hội mình thực hiện nên cơ hội đó là cơ duyên thuận lợi cho nhân thành quả. Trong các cơ duyên thuận lợi cho nhân thành quả có hai thứ: tăng thượng duyên. Kinh nói tăng thượng duyên, nhưng không phải tăng không mà có thuận tăng và nghịch tăng. Thuận tăng là nâng lên và nghịch tăng là hạ xuống. Hễ đồng tính chất thì nó tăng và nghịch tính chất thì nó hạ. Thí dụ như hiện giờ mình có nhân xấu kiếp trước như gây gỗ với người ta, giờ gặp chuyện không đáng gì mà cũng sanh gây gỗ cự nữ, bị họ cự với mình. Cơ duyên là như vậy, nó trợ duyên tại vì gặp nhau có chuyện đụng chạm mới sanh ra thù nghịch đó. Đó chính do kiếp trước có cái nhân không hay không tốt với nhau, nhưng giờ do tăng thượng duyên này làm cho tăng hoặc giảm. Nếu kiếp này mình mộ đạo tu hiền và khéo nhẫn nhịn, thì người kiếm chuyện làm dữ với mình, thấy mình vui vẻ nhận lỗi, nói lời hòa nhã, thì chuyện tính làm 10 giờ chỉ còn 2. Trợ duyên nó có lợi là tăng thượng duyên, mà ở đây nó làm nghịch tăng, làm giảm quả xấu. Trợ duyên này nói rõ ra là nhân hiện tại, kiếp sống hiện tại của mình. Ngày mai mới hưởng quả, nhưng đồng thời bây giờ cũng làm duyên cho nhân quả trả dây của mình. Nó là môi trường trợ duyên cho giống lành và nghịch duyên cho giống ác, làm cho giống xấu không nảy nở đầy đủ. Nhờ mình hiền quá, người ta đâu gây gỗ nhiều, lỡ nói ít tiếng rồi thôi. Ngược lại, giờ mình hung dữ không thua gì kiếp trước, thì chuyện đó họ tính nói phải quấy cho mình biết thôi, mà lôi kéo đến đánh lộn. Chuyện người ta không tính làm lớn mà trở thành lớn.
tánh hung dữ của mình là xấu, gặp quả xấu nên nó tăng lên mà tăng theo chiều khổ. Nếu bây giờ mình tốt thì khác tính chất rồi nên nó giảm quả xấu. Nhân tốt tức hạnh kiểm của mình hiện tại trợ duyên cho quả hiện tại, đồng thời điểm nên làm giảm đi. Tánh mình tốt hiền lương sẽ làm giảm quả xấu và tăng quả lành. Thí dụ khác, người bạn có cảm tình với mình do cái nhân của thời trước. Theo luật nhân quả, thay vì họ giúp đỡ mình có 5 mà họ giúp tới 10 vì thấy mình tốt quá, lời nói tín nhiệm được, hạnh kiểm đáng thương. Trái lại, nếu phẩm hạnh hiện tại hay những hành động hiện tại của mình xấu, dù mình có duyên tốt, duyên lành giúp đỡ người ta lúc trước, nên kiếp này người ta thấy mình nguy, họ giúp trả ơn, mặc dù không nhớ nhưng tại nghiệp trước khiến như vậy. Nhưng nếu giúp bao nhiêu mình ăn nhậu cờ bạc hết, thì thay vì giúp 10 họ chỉ giúp 5 thôi. Hạnh kiểm xấu hay nhân hiện tại làm duyên cho cái quả hiện tại. Nếu thuận nó tăng lên mà nghịch thì giảm xuống. Chính cuộc đời bê tha nó làm giảm phước lộc, hay cuộc đời tu hành làm giảm quả khổ và tăng quả vui của mình. Nên hiểu cho rõ và tin sâu chuyện này thì những quả khổ đến mình đều biết làm giảm khổ. Như mình thiếu người ta 10 triệu mà họ chỉ yêu cầu trả 1 triệu thôi là nhẹ lắm rồi. Mình còn than vãn nữa là tại mình không biết, thay giờ họ tính làm dữ với mình có thể lôi ra làng xã mà mình tốt, hiền quá thì chuyện nó êm. Đó là làm giảm quả khổ và quả lành lại tăng. Hành động hiện tại làm đỡ cho đời sống của mình hay làm khổ thêm. Quả trợ duyên cho quả. Bây giờ nói rộng thêm, điều này cũng cần biết nhưng không quan trọng lắm. Hồi nãy nói nhân hiện tại làm trợ duyên, bây giờ đến quả hiện tại làm trợ duyên nhau. Việc này thì không cải sửa gì được. Thí dụ kiếp trước mình có 2 cái nhân, một nhân nghèo khổ bỏng sẻn và một nhân đau ốm. Bây giờ mình gặp quả vừa nghèo vừa đau ốm. Hồi đó mình gieo nhân không tốt về sức khỏe cũng như tiền bạc, cho nên giờ mình vừa nghèo vừa đau bệnh. 2 cái quả này nó trợ nhau. Nghèo nên không thuốc thang đầy đủ, do đó đau ốm nặng thêm, mà đau ốm làm cho nghèo thêm. 2 nhân quá khứ giờ thành quả vượt khỏi tầm tay mình rồi, nên mình đành bất lực. Giữa quả và quả nó trợ lẫn nhau. Hoặc giả mình hay làm thuốc nam giúp người ta mạnh, nên giờ mình được mạnh khỏe. Hoặc mình lo ăn học hay giúp người khác ăn học, nên kiếp này trí tuệ thông minh. Muốn đi học đâu cũng được, hay rước thầy về dạy cũng được. 2 quả này trợ tăng theo chiều vui, còn lúc nãy là tăng theo chiều khổ. Như vậy, ta nên gieo nhân như thế nào để các quả nó trợ trưởng cho nhau được tăng thêm. Bây giờ thêm một tầng nữa là mình có 2 nhân đồng thời, một nhân lành là giàu có và một nhân xấu là bệnh hoạn. Bởi trước gieo nên giờ mình vừa giàu vừa đau bệnh, thì 2 cái quả đó làm giảm lẫn nhau. Quả đau ốm làm giảm quả giàu có, vì đau thế nào cũng phải hao tài tốn của rồi. Quả giàu có làm giảm quả đau ốm, vì có tiền chữa trị đúng lúc cũng làm giảm căn bệnh. 2 quả khác tính chất làm giảm mà đồng tính chất thì làm tăng, hoặc tăng vui hay khổ lên. Vừa nghèo vừa đau ốm làm nghèo thêm, mà nghèo lây lất nên đau thêm. Quả này quả nọ khác tính chất thì làm giảm lẫn nhau. Quả giàu có làm bớt quả đau ốm, quả đau ốm làm bớt quả giàu có. Đây là nói về tăng thượng duyên, nghịch tăng thuận tăng, mà tăng thượng duyên, nghịch tăng thuận tăng, mà quả với quả làm duyên với nhau, hoặc nhân với quả làm duyên với nhau. Nhân hiện tại làm duyên cho quả hiện tại, mà quả hiện tại thì thuộc về nhân quá khứ rồi. Hiện tại nhân lành làm giảm quả xấu hiện tại. Giờ hãy ráng nhận rõ chỗ này để mình tin tưởng nhân quả tăng giảm nhau được mà chọn lấy một con đường hạnh phúc. Nếu nhân hiện tại của mình là trợ duyên hoặc làm tăng hay giảm quả hiện tại của mình, thì nó tăng và giảm theo 2 chiều, không gian và thời gian. Thí dụ mình có ác cảm nào trong tiền kiếp mà bây giờ mình phải chịu quả khổ, quả xấu, bị người ta kiếm chuyện gây gổ hay làm khó dễ mình,
Nhưng bây giờ mình hiền lành, tu hành, thì mình làm chuyện đó nhỏ lại. Họ tới dây gỗ tính làm dữ, nhưng nhỏ lại. Đó gọi là giảm về không gian, mà không kéo dài thời gian và chấm dứt thời gian. Còn nếu mình hung dữ, gặp quả gây gỗ, mình cự lại họ tới mức, thay vì họ muốn phân trần phải quấy làm rõ ra ai đúng ai sai, thì chuyện kéo đến việc đánh lộn, thậm chí ra tới làng xã, và có khi xảy ra án mạng nữa. Đó là lớn về không gian và kéo dài thời gian, có thể nhiều kiếp còn oán hờn nhau nữa. Mình biết vậy thì ráng tu hành, có thể làm giảm cái khổ chẳng những về không gian mà còn thu ngắn về thời gian nữa. Chuyện không lớn ra mà còn chấm dứt sớm, không chừng còn nối hòa khí với nhau lại được. Còn nếu không thì nó chẳng những lớn về không gian mà còn kéo dài thời gian, có thể thù 5-10 kiếp nữa. Phần trợ duyên này quan trọng lắm, sau này có điều gì hoài nghi hỏi lại, bác hai sẽ giải thêm. Phần 6. Sự tương tục của nhân quả. Nhân quả liên tục với nhau, ta muốn bàn về đoạn nào thì cắt ngang đoạn đó, nên nó là vô thủy vô chung. Vô thủy là không có đầu mối, còn vô chung là không có mức cuối cùng. Nhân quả tương tục mãi luôn, một hạt giống hay sự kiện gì cũng gồm các chức năng, quả, nhân, duyên. Hạt lúa trong bồ hiện tại là quả của hạt lúa quá khứ và là nhân của hạt lúa tương lai. Cho nên nó vừa là quả, vừa là nhân, đồng thời là duyên nữa. Một sự kiện nào xảy ra cũng là quả của quá khứ, nhân của tương lai và duyên của hiện tại. Bây giờ mình ăn ở hiền lành để ngày mai hưởng quả vui, đó là nhân quả theo chiều dọc. Còn chiều ngang là hiện tại giảm quả khổ và tăng quả lành. Người mà có thiện cảm nhân lành với mình thì cái quả đó nó tăng thêm. Thay vì theo đúng nhân quả, họ chỉ giúp 5-3 năm thôi, mà tại mình tốt quá nên họ dám giúp tới 9-10. Cái nhân hiện tại làm duyên cho quả hiện tại. Chiều xuôi thì nhân sau này sẽ thành quả, còn chiều ngang là nó trợ duyên làm tăng hay giảm lẫn nhau những cái quả hiện tại, vì nó cùng sống chung hiện tại nên nó chằng níu nhau. Nhân là cái nhân hiện tại, quả cũng là quả hiện tại. Cái gì thuộc về quá khứ thì không bàn đến. Biết vậy, mình có thể làm cho cái quả tăng hoặc giảm, và mình yên tâm vui vẻ trả món nợ tiền khiêng của mình, bởi vì mình biết người ta chế bớt nhiều lắm rồi. Mình làm lành mà gặp quả xấu là bớt nhiều lắm. Như cây đó chua, không ngon, nên không thèm săn sóc nó nữa, còn bỏ khô, bới gốc nó. Năm nay nó được mấy thúng trái, vậy là ít lắm rồi. Nếu vô phân không biết nó có nhiều tới đâu nữa. Đời sống tu hành của mình là nhân tốt rồi, đương nhiên nó làm tăng quả tốt hiện tại và làm giảm quả xấu hiện tại. Lý do tại nó nghịch tính chất với nhau. Phần 7. Các cách gây nghiệp. Có 3 cách gây nghiệp dù lành hay dữ: tự làm, xúi người làm, thấy người ta làm mà vui theo, gọi là tùy hỷ quả báo. Tự làm hay xúi người làm thì báo trả cho thân, vì khẩu nghiệp cũng thuộc về thân. Chẳng những mình làm thì báo trả cho thân, mà khẩu nghiệp cũng trả cho thân. Cho nên hai cái đó là báo trả cho thân. Còn thấy làm vui theo thì trả cho tâm ý, gọi là tùy hỷ quả báo. Tùy hỷ là vui theo, mà vui theo thì có quả báo. Người ta đâm con cá lóc bự người ta mừng, mình thấy vậy cũng mừng theo, mặc dù mình không tham gia sát hại và ăn thịt nó. Sự vui theo này phải mang quả báo tùy hỷ. Mình không giết hại nên quả báo không trả cho thân mà trả cho tâm ý. Sau này ông đâm cá bị nạn gì thì mình cũng đau lòng. Giờ bác kể cho các cháu nghe chuyện này. Có một hôm Phật đi ngang nhà ông trưởng giả hay cúng dường cho Phật hàng ngày. Hôm nay ông ấy rất buồn, xớt bát cho Phật mà mặt không vui. Phật hỏi tại sao. Ông ấy nói: tôi có một đứa con trai duy nhất cưới vợ cho nó. Hai vợ chồng nó ra quê duyên chơi, vợ nó thấy hoa phượng dĩ trầm trồ khen đẹp quá, nó bèn leo lên bẻ cho vợ. Chẳng ngờ ngánh gãy, nó rớt xuống chết tốt. Tôi hoàng lại để mấy hôm không đành chôn, bữa nào cũng ra ôm quan tài mà khóc. Kính Phật,
con làm nghiệp gì và con của con làm nghiệp gì mà bây giờ nó bị chết yểu và con bị khổ tâm như vậy? Con chỉ có một đứa con duy nhất, bao nhiêu tình thương con đều đặt vào nó cả, mà bây giờ nó lại chết đau thương như vậy, tại sao vậy? Phật trả lời: cách nay vô số kiếp, có ba người lái buôn đi đường nắng quá nên vào gốc cây nghỉ mệt. Trên cành cây cao có con chim đậu và một thằng nhỏ bắn chim đến. Nó buông cung, chim rớt xuống. Ba ông bèn vỗ tay tán thưởng. Ba ông lái buôn nhờ phước lực nên sau này được địa vị cao quý trong xã hội. Một ông làm thiên đế ở cõi trời, một ông làm long vương dưới thủy cung, và một ông làm phú gia ở cõi trần, chính là ông đó. Thằng bé đó xin làm con ông, té cây chết bất đắc như con chim bị bắn. Trưởng giả hiện đang khổ, rồi mai đây nó xuống làm con của long vương cũng sẽ bị con chim kim xí điểu gấp ăn. Đó là con chim cánh vàng ăn rồng như gà ăn rít. Rồi long vương cũng sẽ khóc than như ông hiện giờ. Hồi trước các ông vui theo việc làm ác của người ta, nó sát sanh thì phải chết yểu, còn mình vui theo thì phải đau khổ xót xa. Lúc đó mình vỗ tay khen chứ đâu hưởng được gì. Giờ nó chịu khổ, mà nó là con mình, làm sao mình không khổ được? Vậy thấy người làm vui theo thì quả khổ trả về tâm ý, gọi là tùy hỷ quả báo. Bác hai thật không biết việc này, nhưng mà hồi nào tới giờ đi đâu thấy ai làm việc nghĩa thì bác hai mừng cũng như chính mình làm vậy. Vui quá đi chứ, không biết việc tùy hỷ quả báo. Sao xem kinh thấy mình cũng được hưởng nữa, gọi là quả báo tùy hỷ. Nếu mình vui theo việc lành thì được hưởng quả lành, nếu người làm lành là con cháu thì mình cũng được vui theo quả lành ấy. Trong phần các cách gây nghiệp, trong giảng cũng có câu: chỉ gật đầu cũng đủ tai ương, chẳng đợi đứng chủ trương mới tội. Và hễ lỗi thân thân chịu giải dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê man. Mình thấy người ta làm ác vui theo là lỗi ở lòng, không có thân khẩu, nhưng mà trả cho tâm ý thì mình cũng đau khổ vậy. Lỗi thân thân chịu giải dầu thì đành rồi, nhưng lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê man. Tuy riêng mà không riêng gì, thân lao khổ bất an lòng dạ. Lỗi thân mà thân lao khổ lòng không yên, và lòng âu sầu thân thể mòn hao. Mặc dù không lỗi thân, không trả báo cho thân, thân vẫn mạnh khỏe như thường, nhưng lòng rầu rĩ quá khiến thân cũng mòn hao như người đau bệnh vậy. Do đó, thân và tâm liên quan với nhau. Tóm lại, có ba cách gây nghiệp: tự làm và xúi người làm thì báo trả cho thân, còn thấy làm mà vui theo thì báo trả cho ý. Trong tùy hỷ quả báo, có nhiều việc mình không vui theo nhưng phải chịu cộng nghiệp. Thí dụ như mình không bằng lòng với việc chiến tranh, nhưng lính mình ở biên giới phải tranh nhau từng tấc đất giết kẻ địch để giữ gìn giang sơn. Mặc dù mình không quan hệ đến nhưng có cộng hưởng. Hôm nay mình ngồi đây bàn luận đạo đức thì bao nhiêu chiến sĩ đã bỏ thân ngoài chiến trường biên giới, vậy mình phải chịu cộng nghiệp đó. Còn biệt nghiệp thì riêng. Nếu sau này đất nước loạn ly, phải bỏ nhà bỏ cửa chạy giặc, nhưng mình không chết vì không dự vào việc sát sanh, nhưng mà cộng hưởng vào nghiệp đó. Phần 8. Nghiệp báo. Theo nhà Phật, nghiệp báo có ba loại: hoa báo, quả báo và dư báo, đẳng lưu quả. Làm hung ác, đọa làm ngạ quỷ là hoa báo theo kinh. Xuống địa ngục hay lên thiên đàng là quả báo. Đầu thai trở lại làm người trả ngang nhau là dư báo. Việc thành ngạ quỷ thực ra mình không giải bày tới thì nó không chứng minh được. Còn qua báo có thể hiểu như thế này: thí dụ mình mới làm ác nhưng cả chòm xóm đều cho mình là kẻ hung dữ. Bởi tiếng hung dữ nên mọi người đều nhìn mình với cặp mắt ghê sợ, đó là qua báo. Chết rồi đọa địa ngục gọi là quả báo. Sau này đầu thai lên trả quả ngang nhau, đẳng lưu quả, gọi là dư báo. Nghiệp báo kéo dài như vậy, khởi đầu mới làm ác là thiên hạ nguyền rủa rồi, đó mới là hoa báo thôi. Trong kinh nói chết làm ngạ quỷ.
mãn kiếp ngạ quỷ xuống địa ngục là quả báo, mãn kiếp địa ngục lên làm người đụng chạm nhau là dư báo hay đẳng lưu quả trả ngang nhau. Có nhiều người hoài nghi thắc mắc nghiệp báo trả như vậy rồi có hết hay không. Thí dụ như kiếp trước mình bị nó đánh một thôi, hận thù đó còn, rồi kiếp sau mình đánh nó lại trừ, vậy là quê. Người ta hỏi bác hai, vậy rồi nhân quả có dứt hay không? Bác hai nói nó không có dứt đâu, cái này có chỗ nhận lầm. Có một người hỏi một vị tu sĩ, ông A đối xử bất hiếu với cha mẹ nên ổng bị quả là con ổng bất hiếu lại, vậy con ổng có tội không? Vị tu sĩ đáp, không tội, và đưa thí dụ như sau. Câu chuyện này do người xưa kể lại. Có ông trưởng giả nọ có hai người con, phá của ổng dữ lắm và chết sớm nữa. Ông thương con quá mới đi thiếp gặp con. Xuống gặp hai đứa con đang cởi người đi, ông bèn nắm dây cương lại và kêu con. Đứa con nói, tôi không phải con ông, ông thiếu nợ tôi nên tôi lên đòi mà chưa hết, còn 200 đồng nữa, ông hãy giang ra. Nó quất cho một roi ngựa, rồi giục ngựa đi. Ông về tức quá, đốt mã nó, trái lan qua rẫy bái người khác, thường đúng 200 đồng nữa. Ông đem tích đó ra nói, mà việc này cũng phi lý lắm. Nếu người con bất hiếu với cha mẹ mà không tội, vậy là loạn rồi. Bác hai thì cho là không hết đâu, không phải trả vậy là quề rồi hết, mà người con bất hiếu cha mẹ là tội. Cha mẹ bất hiếu với ông nội là chuyện của cha mẹ, còn con bất hiếu với cha mẹ là tội. Cái tội là do tâm vô ơn bạc nghĩa đối với cha mẹ, chứ không phải là quả báo của cha mẹ. Bác hai muốn kể cho các cháu nghe câu chuyện sau. Có ông trưởng giả nọ không con, mà đa số những người giàu có thường quan trọng việc nối dòng. Ông liền cưới vợ bé. Bà vợ lớn không dám cản vì mình không con. Cưới được thời gian sau, bà vợ bé có thai. Từ ngày vợ bé có thai thì bà vợ lớn mừng lắm, ân cần săn sóc cho bà vợ nhỏ để bồi dưỡng thai nhi. Nhưng ít lâu sau, bà vợ nhỏ bị trụy thai mà luôn hai lần như vậy. Mấy bà bạn của vợ sau trưởng giả hỏi bà tại sao không có con. Bà vợ sau liền thú thật có chữa hai lần mà bị hư thai. Mấy bà bạn hỏi về cách đối xử của bà vợ lớn thì bà vợ sau cũng tình thiệt khen tốt bà vợ lớn, nhất là sự săn sóc chu đáo trong thời gian mang thai. Các bà bạn trách bà vợ sau quá thiệt thà, làm gì có chuyện vợ lớn thương vợ bé. Các bà bạn mách vợ sau là vợ lớn bỏ thuốc trụy thai vào thức ăn. Lần sau có thai thì giấu đừng cho bà lớn hay. Vợ sau tin theo, lần sau không cho hay, nhưng giấu tới giai đoạn rồi cũng phải lòi ra. Lần sau vợ sau bị hư thai rồi chết luôn vì thai lớn quá, phá thai nguy hiểm tính mạng mẹ lẫn con. Trước khi chết, vợ sau oán và nguyện trả thù này. Rồi bà vợ lớn cũng chết đầu thai làm con gà mái, bà vợ nhỏ đầu thai làm con mèo cái. Hễ mỗi lần gà mái đẻ ổ là mèo cái ăn hết trơn, ăn hai ổ gà như vậy, và lần thứ ba nó ăn luôn con gà mái. Trước khi chết gà mái oán nguyện trả thù này cho được. Sau này vợ lớn đầu thai làm con beo cái và vợ nhỏ làm con nai cái. Cứ mỗi lần con nai cái đẻ con là beo cái bắt ăn, ăn được hai lần như vậy, đến lần thứ ba beo cái giật nai cái ăn luôn. Kiếp tế nữa, vợ lớn đầu thai là một cô thôn nữ, còn vợ nhỏ đầu thai làm con tinh ở xóm nọ. Cô thôn nữ có chồng về ngay xóm của con tinh ở. Cô thôn nữ có thai đẻ một đứa con. Con tinh không còn nhớ thù cũ, mà tại hoàn cảnh đưa đẩy nó ăn thịt người ta. Nó bèn giả ra người lối xóm vô thăm cô thôn nữ ẵm con rồi bắt ăn thịt. Lần thứ hai cô thôn nữ bàn với chồng về bên mình sanh, đợi cứng cáp hãy trở về vì cổ sợ con tinh rình bắt nữa. Chồng cô này nghe hợp lý nên đưa vợ về bên này sanh. Con tinh lùng sục kiếm hoài không gặp, sanh được ít tháng con cứng cáp, cô bồng con cùng chồng trở về nhà cũ. Đi dọc đường gặp hồ nước mát, chồng cô dừng lại nghỉ và nhảy xuống hồ lội ra xa lắm. Con tinh từ xa đi đến, cô này kêu chồng không kịp vì lội quá xa hồ. Cô thôn nữ quản hồn bồng con chạy vào tịnh xá chỗ Phật đang thuyết pháp nhờ Phật cứu giùm. Con tinh rượt theo tới tịnh xá thì đứng ở ngoài không dám vô.
Phật cho gọi con tin vào, nói hết tiền kiếp cho nó nghe và khuyên hai bên giải oan với nhau. Con tin chịu, và cô thôn nữ thì mừng lắm, bị ở trong thế yếu. Phật nói trước là chị em, nên giờ cũng làm chị em với nhau và xóa thù cũ. Con tin là loài quỷ thần nên biết rõ năm nào nước lớn, nước nhỏ, mưa hạn. Mà nông dân biết rành việc đó thì dễ sống và dễ làm ăn lắm, vì đó thuộc về nông nghiệp. Dân làng lập miễu thờ con tin, lâu lâu cúng trái cây cho nó. Đáp lại, con tin báo hiệu trước thời tiết mùa màng cho dân làng làm ăn. Nhờ vậy mà làng đó được khá, và nhân quả đến đây chấm dứt. 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 Đây chấm dứt.